Hướng dẫn các bạn cái vụ mà rút gọn mình đề ha. Cái phần đó tí nữa mình học sau đi. Phần này nó đề thi nó sẽ ra, thầy nghĩ được không? 1, 2, 3 câu đó nha. Nó ra 3 câu á. Ủa dễ hết rồi mà đúng không? Dễ hết rồi mà đúng không? Cái phần mà rút gọn mình đề á. Cho vậy xong quên hết, thầy nghĩ nó cũng dễ mấy đó. Nhưng mà trên trường giáo viên của mấy đứa sẽ bỏ đi một bước nó rất là quan trọng. Đó chính là ôn lại cho mấy đứa cái mệnh đề quan hệ. Im lặng lúc mà thầy đang dạy thì mấy đứa đừng có nói gì hết trơn á. Rồi, giáo viên đã bỏ đi một cái bước mà mấy đứa đã học năm lớp 9 và năm lớp 10. Đó chính là ôn lại cái vụ mà mệnh đề quan hệ. Được chưa? Đó, thì ngày hôm nay thầy sẽ ôn lại với bạn. Mệnh đề quan hệ thì nó sẽ có vài cái. Nhưng mà hai cái quan trọng nhất đó chính là cái chữ who và cái chữ which. Được chưa? Who là nói về người, còn which nói về vật. Được chưa? Còn đối với trường hợp người và vật mình chơi gì luôn. Đó, để chơi cái nó thì khá đơn giản thôi, nhưng mà thầy cũng sẽ ôn lại một chút xíu. Đó, ví dụ nó sẽ ra một câu như thế này. Rồi, câu này, hai câu này nó đang bị gãy, đúng không các bạn? Rõ ràng một người phụ nữ sống bên cạnh nhà, cô ấy là giáo viên của tôi. Được chưa? Rõ ràng hai câu nó bị gãy rồi, cho nên mình viết lại như thế nào cho nó hay mấy đứa. Mình nói tiếng Việt trước đi, mình nói tiếng Việt trước. Một người phụ nữ sống bên cạnh nhà, cô ấy là giáo viên của tôi. Đây là hai câu nó, hai câu này chắc chắn là hai câu nó riêng biệt, nhưng mà nó có liên quan với nhau không bạn? Nó có liên quan với nhau không? Có. Đó lý do tại sao gọi là mệnh đề quan hệ. Quan hệ là nó có liên quan với nhau. Được chưa? Từ hai câu tạo thành một câu. Chắc chắn là hai câu nó phải có liên quan với nhau, nó phải có quan hệ với nhau. Được chưa? Quan hệ đó chính là gì? Cái người phụ nữ nó bị gì đây? Nó bị lặp lại. Được chưa? Đó, cho nên là thầy sẽ tạo thành một câu để cho nó liên kết với nhau luôn. Được chưa? Đó, cho nên đó gọi là mệnh đề quan hệ. Thì mình sẽ sử dụng cái từ đó chính là who hoặc là which để liên kết hai câu lại với nhau. Đó lý do tại sao nó gọi là mệnh đề quan hệ. Hiểu không ạ? Đó, trước khi giáo viên cứ dạy các bạn who với which, các bạn hiểu, tại sao nó gọi là mệnh đề quan hệ không? Đó, ok, nhưng có ít nhất có một số giáo viên lại không muốn nhận tại sao nó gọi là mệnh đề quan hệ. Được chưa? Đó, thì câu này thầy sẽ nói là gì? Cái người phụ nữ, người mà là giáo viên của tôi sống bên cạnh nhà, hay là cái người phụ nữ, người mà sống bên cạnh nhà là giáo viên của tôi? Cái sau, đúng không bạn? Đó, cho nên lúc mà các bạn mà làm đó thì các bạn cố gắng là mình thay đổi vị trí, coi thử cái câu nào nó phù hợp hơn. Được chưa? Đó, thì chắc chắn rồi. Nhưng mà đối với cái trường hợp này là thầy xác định cái người phụ nữ luôn, chứ thầy không dùng cái nữa, mà thầy dùng cái gì? Rồi luôn thầy. Được chưa? Câu này bởi vì lần đầu tiên thầy giới thiệu, chưa biết người phụ nữ nào hết, cho nên lần đầu tiên thầy giới thiệu thầy dùng chữ ờ. Để cho một người phụ nữ sống bên cạnh nhà, như bây giờ là cái người phụ nữ mà sống bên cạnh nhà tôi, nó đã xác định luôn rồi. Đó, cho nên là thầy dùng chữ ờ các bạn ha. Rồi cho nên đề thi mà nó cút ở phía trên này có chữ ờ thì vũ lòng lúc mà viết xuống á, viết viết lại các bạn thay thế thành chữ ờ thầy. Được chưa? Thì nó lại rất đơn giản, từ woman, người mà thì chắc chắn là người rồi, cho nên thầy dùng chữ phu. Cái phu này thầy dùng cái người mà các bạn ha, phu rồi viết lại thôi, leaves less door. Rồi gì nữa các bạn? Cái người phụ nữ, người mà sống bên cạnh nhà tôi là giáo viên của tôi. Thầy có biết là chữ C nữa không? Không, chắc chắn rồi. Bỏ luôn là bỏ chữ C, bỏ chữ chấm luôn cái thầy. Các bạn ha. Đó, cái này ôn lại thôi. Is my teacher. Biết lại. Được chưa bạn? Đây là một cái mệnh đề quan hệ rất là đơn giản. Được chưa? Rồi. Kịp không các bạn? Cái này cũng rất là dễ. Các bạn học lên lớp 9 rồi, lớp 10 đã học cũng rồi. Lớp 12 chắc chắn cũng sẽ học nữa, và đề thi đại học chắc chắn cũng sẽ ra một câu như vậy, nhưng mà nó sẽ ra câu dễ. Rồi đây là một câu ví dụ đơn giản các bạn ha. Lúc mà chỉ các bạn vui lòng thêm tiếng Việt mà người mà các bạn, người mà đó. Với lại một câu là các bạn phải dịch, phải hiểu câu này như thế nào. Mà để hiểu câu đó như thế nào buộc phải có từ vựng. Đó lý do tại sao thầy lúc đọc câu các bạn phải học từ vựng. Rồi một câu ví dụ tiếp theo các bạn ha. Gì dạ, các bạn nói như này hả? Rồi, hai câu này chắc là rõ ràng là hai câu gãy luôn. Được chưa? Rồi, từ từ viết các bạn ha, từ từ viết câu một ví dụ mới, từ từ viết. Cái người đàn ông đã gọi cho tôi lúc 7 giờ. Tên anh ấy là gì? Được chưa? Thì rõ ràng hai câu này nó bị dài quá. Được chưa? Và nó có thể nghĩ là nó cũng nghe nó cũng kỳ.
đúng không? Đó, cho nên mình sẽ chuyển đổi lại thành gì? Cái người đàn ông đã gọi cho tôi vào lúc 7 giờ, tên anh ấy là gì? Thì nói tiếng Việt thử coi đi. Đúng rồi, tên cái người đàn ông, người mà đã gọi cho tôi lúc 7 giờ là gì? Được chứ các bạn có hiểu ta đang nói gì không? Đó, cho nên là buộc mình phải hiểu được không? Và mình phải dịch như thế nào đó cho nó phù hợp. Được chưa? Đó, mình cũng cố gắng trả vị trí đó các bạn, hiểu không? Đó, được chưa? Thì câu này thì nói lại đó chính là tên cái người đàn ông. Được chưa? Thì sẽ nói là gì? What was người đàn ông? The man. Rồi gì nữa? Tên cái người đàn ông mà, cho nên phải như nào? Tên là gì? Name. Được chưa? Đó, mình không được nói là name the man. Nói như vậy được không? Không. Được chưa? Cái này buộc mình phải sử dụng gì? Tên của người đàn ông mà, mình phải sử dụng sở hữu cách là phải như nào? Phải hết. Được chưa? Thầy nói là sở hữu cách là như nào? Ví dụ thầy nói là gì? Mẹ của tôi. Mẹ, mom của tôi. Mai, cái này là chết đúng các bạn. Bởi vì các bạn dịch từ tiếng Việt sang Anh là như vậy không được. Được chưa? Bởi vì sao? Trong tiếng Anh, tính từ sở hữu, những cái tính từ sở hữu như của my, rồi her, rồi his, buộc nó phải như thế nào? Nó phải đứng trước danh từ. Được chưa? Đó, những cái này phải luôn đứng trước danh từ. Được chưa? Tương tự đối với, nhưng mà đây đối với trường hợp này nó đã cố định rồi đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ đối với cái trường hợp, ví dụ thầy nói là gì? Bạn của Ethan đi, chẳng vậy? Bạn của Mai đi. Được chưa? Đó, thì đây rõ ràng tên riêng. My friend. Được chưa? Và chữ của thầy đó chính là thầy sử dụng cái phải S này, cái tính từ sở hữu này. Bạn của mày, hiểu được chưa bạn? Bởi vì thầy nghĩ là đôi khi các bạn bị quên cái khúc này, được chưa? Cho nên thầy nhắc lại cho nó kỹ các bạn ha. Các bạn hiểu thầy nói gì chưa? Cái tính từ sở hữu này đã rõ rồi các bạn ha. Đó, bởi vì lúc mình có bạn mới cho nên thầy sẽ nói lại, được chưa? Thì đây tên của cái người đàn ông, what was the man's name, kịp không? Được chưa? Kỹ bạn, what was the man's name? Cái người mà đã gọi cho tôi, cái người mà đã gọi cho tôi, đó chính là thì các bạn sử dụng gì? Who, được chưa? Đó. Ê, không được. What was the... À, câu này nó bị nhầm rồi các bạn. Nó bị nhầm rồi đúng không? Bởi vì cái này có rõ ràng không thể thay dùng chữ who được. Để thầy coi lại nè. The man called me at 7, what was his name? Ừ, câu này nó phải... Mình không còn cách nào khác đâu các bạn. Câu này là thầy sợ bị nhầm rồi. Rồi, thôi thầy sẽ cho các bạn một ví dụ khác đi. Cái này là mình không thể nó còn cách nào khác. Rồi, ví dụ này đi. The alarm. What's ringing? It woke me up. Được chưa? Đó, cái chuông đồng hồ báo thức nó đang reo và nó đã đánh thức tôi dậy. Được chưa? Đó. Thôi, không được. I was woken up by it. Đây, thì lúc này nó mới có đúng các bạn ha. Đây, cái chuông đồng hồ báo thức nó đang reo. Tôi bị đánh thức bởi nó, cái này đang suy bị động các bạn. Đó, thì câu này mình sẽ nói lại như thế nào? Mình sẽ nói lại như nào? Nói ra nó có mối liên hệ nè. Thì alarm và cái chữ x này các bạn. Được chưa? Thì x này đang nói về cái alarm này. Được chưa? Đó, thì câu này thầy sẽ nói lại như thế nào? Nói tiếng Việt trước đi, tôi tiếng Việt trước đi. Rồi, tôi đã bị đánh thức bởi cái đồng hồ mà nó như nào? Mà nó đang rèm. Các bạn hiểu không? Đó, ok. Thì rõ ràng đối với cái trường hợp này, cái đồng hồ đó tức nó đang chủ động hay bị động? Thầy đang hỏi chủ động bị động nha. Nó đang chủ động, nó đang chủ động nó reo mà. Được chưa? Các bạn đừng nghĩ lúc nào vật nó cũng là bị động nha, không có nha các bạn. Nó đang chủ động hả? Được chưa? Đó, ok, thì câu này thầy sẽ nói là gì? Tôi đã bị đánh thức. Đó, thầy nói các bạn phải đảo vị trí như thế nào đó cho nghĩ nó phù hợp. Tôi bị đánh thức, I was woken up. Được chưa? By the alarm. Được chưa? Mà. Được chưa? Mà đối với cái trường hợp này vật rồi, cho nên buộc phải dùng gì? Which. Được chưa? Đó. Mà nó đang reo, which was ringing. Thì câu này một câu đơn giản các bạn ha. Như thế này đây. Rồi.
Thêm một ví dụ nữa đi ha, thêm một ví dụ nữa đi. The Sanskrit is on the table. Sanskrit là gì mới nữa? Ở cái học bạ hoặc là cái bảng điểm. Được chưa? It is mine. Câu này cũng câu rất đơn giản các bạn ha. Thì cái học bạ nó nằm trên bàn, nó là mine là gì mới nữa? Của tôi. Được chưa? Rồi các bạn viết đi. Các bạn viết câu này hay còn câu này từ viết nha các bạn. Câu này từ viết. Câu phía dưới từ viết để thầy hướng dẫn rồi viết. Câu này cũng khá đơn giản các bạn ha. Còn tại sao của tôi mà dùng chữ mine này? Của tôi mà tại sao dùng chữ mine này mới nữa? Bởi vì các bạn nên nhớ chữ my này những cái sở hữu ví dụ như là my nè, his nè, her nè, rồi their nè, buộc nó phải có một cái danh từ phía sau. Được chưa? Buộc nó phải có một danh từ phía sau. Còn đối với cái trường hợp này, của tôi là biết của tôi và cái gì của tôi chưa? Biết rồi, là cái học bạ nè, nó là của tôi nè. Đối với trường hợp này buộc là không được dùng chữ my là chết. Được chưa? Nó phải là gì? It is my transcript thì được. Nhưng mà nếu mà nói như vậy nó bị lạc rồi. Hiểu các bạn? Cho nên trong tiếng Anh là buộc phải biến thành chữ của tôi là phải chữ my nè. Ok ha. Thì câu này cũng rất là đơn giản, mình phải nói như thế nào đây các bạn? Cái học bạ của tôi. Rồi mình sử dụng cái bài đề quan hệ là cái nào? Các bạn phải sử dụng cái mà phải sử dụng mà thay chứ. Là cái học bạ mà cho thay luôn. Cái học bạ mà nằm trên bàn là của tôi. Hiểu chưa các bạn? Đó thì con này rất là đơn giản, đó chính là gì? The transcript. Mà, được chưa? Thì chắc chắn là vật rồi cho nên phải dùng which. Rồi, mà nằm trên bàn, đừng có bỏ chữ y các bạn, phải có chữ y nữa thôi. Tại sao cái này là có is? Bởi vì trong câu này nó không có động từ, mà không có động từ buộc nó phải có to be. Được chưa? Đây là vị trí là phải có to be thôi. Được chưa? It is on the table. It is mine. Được chưa các bạn? Đó. Rồi mình sẽ ôn lại một chút xíu sơ sương sương về cái vụ mà mình đều quan hệ các bạn ha. Người thì dùng who, vật thì dùng which. Được chưa? Đó. Nhưng mà nãy giờ thì các bạn coi nè, những cái này nó đang chủ động hay bị động? Chủ động hết đúng không các bạn? Trừ cái trường hợp là tôi bị đánh thức thôi. Mà cái này nó không liên quan cho nó. Quan trọng cái gì đây? Cái người mà sống bên cạnh nhà. Đây khúc này, cái người mà sống bên cạnh nhà này. Được chưa? Thì rõ ràng nó chủ động. Được chưa? Rồi tiếp tục. Mà nó đang reo cũng nó cũng như thế nào luôn, nó cũng chủ động. Được chưa? Còn đây nó đang nói về vị trí các bạn ha. Cái này không có liên quan về chủ động hay là bị động. Đúng không? Đó, ok. Rồi, nhưng mà rõ ràng hai cái này nó đang chủ động. Ok. Rồi, nhưng mà trong tiếng Anh người ta sẽ sử dụng một cách, đó chính là rút gọn mình đề. Đối với cái trường hợp mà nó chủ động như thế nào đó các bạn? Các bạn học trên trường rồi nhắc giúp thầy nè. Cái người mà sống bên cạnh nhà, thì nhiệm vụ thầy sẽ gọi là rút gọn mình đề như thế nào? Nhiệm vụ của thầy đó chính là thầy sẽ bỏ cái hù đi. Và sau đó động từ nó chủ động thì mình như thế nào? Thêm đi hay thêm in? Thêm in cho thầy không? Được chưa bạn? Đối với cái trường hợp này là mình rút bỏ mệnh đề thì các bạn có thể viết. Các bạn thể gọi là viết xuống này nè, rồi các bạn đặt như này. Rồi đó. Mình có cách thứ hai đó chính là không sử dụng who và leave thêm s nữa. Thì thầy nhiệm vụ thầy là leaving thôi. Được chưa? Đó cho nên nhiệm vụ đầu tiên các bạn phải xác định là nó đang chủ động hay bị động. Đề thi nó có sẵn cho các bạn luôn. Được chưa? Đó thì nhiệm vụ bạn bỏ who, bỏ mấy cái mệnh đề quan hệ, rồi sau đó là động từ tính tiên như thầy. Được chưa? Tương tự đối với cái trường hợp này rất là dễ, như thế nào đây? Bỏ which, rồi bỏ gì luôn? What? À, vô tình giữ nguyên nhiên nó đã thêm in rồi thì như thế nào? Giữ nguyên. Hiểu không ạ? Đó, ok ha, rất là đơn giản như thế này thôi. Đối với cái trường hợp này nó không có động từ nhưng nó cũng như thế nào luôn, cũng rất là đơn giản là các bạn chỉ cần bỏ which rồi gì luôn? Y luôn như thầy. Được chưa các bạn? Còn đối với trường hợp này là không còn thêm bớt gì nữa. Hiểu không? Cái này đối với cái trường hợp mà nó có vị trí. Được chưa? Thì các bạn cũng không thêm bớt gì hết. Cứ nhiệm vụ của bạn bỏ chữ mệnh đề quan hệ và cái to be thôi được rồi. The transcript on the table is mine. Nghe nó rất là ngắn gọn. Được chưa các bạn? Đó là cái rút gọn mệnh đề. Nhưng ở cái gì đây? Chủ động hay bị động? Chủ động. Thì nhắc lại nhiệm vụ của bạn bỏ cái mệnh đề quan hệ, bỏ to be. Được chưa? Đó. Rồi sau đó là động từ phải thêm in. Dù động từ ban đầu nó có động từ quá khứ hay là động từ thêm s hay là quá khứ tức diễn thì nhiệm vụ của bạn chỉ còn bỏ động từ to be rồi sau đó là biến nó động từ nguyên mẫu rồi sau đó thêm in thôi. Hiểu không ạ?
Đó, rất là đơn giản ha. Rồi đây đối với cái trường hợp mà nó chủ động, các bạn nào thắc mắc không? Các bạn thắc mắc không? Để thầy coi có ví dụ nào nữa không? Thôi tí nữa làm bài tập đi, rồi mình sẽ có rất nhiều bài tập trong tờ giấy mới các bạn ha. Rồi sau đó là mình theo hồi mình làm, mình học ở lý thuyết trước đi ha. Rồi kịp không các bạn? Nắm được không em? Tưởng tượng được đúng không? Rồi tí nữa là bài tập nhiều thì mình mới bắt đầu mình quen lập. Được chưa? Rồi bây giờ đối với cái trường hợp tiếp theo đó chính là trường hợp bị động các bạn ha. Thôi thôi một cái ví dụ khác đi, thử đi ha. Thử một bạn làm ví dụ khác đi. Gái trai à, duyên dáng quá ha. Cha mẹ đẻ ra để cho mình thì bị nứt na đó. Bệnh ở hả? Dạ hả? Rồi đó. Em mà cũng biết quê đó hả? Mỹ Tâm luôn đó hả? Mỹ Tâm, rồi. Rồi câu này rất là đơn giản, một bạn làm thử giúp thầy nha. Làm thử giúp thầy đi. Em tên gì thầy quên tên rồi. My hả? My gì My nha? Dạ My Trần. Trần My. My Sinh. Ủa Trần My hả? Dạ My Trần. My Trần thì tên là Trần hay là My? My Trần. Tên rất rõ ràng, em sao giống em phải phun tay không? My Trần thì rõ ràng là cái tên của em là Trần rồi. Dạ My thôi. My ok rồi. Những câu chuyện mà nó có cái set ending là gì? Kết buồn. Cái kết buồn. Tôi không thích chúng. Thì rõ ràng hai cái nó bị gãy rồi. Thì em đảo vị trí như nào đó thì em nói thử thôi coi. Để con suy nghĩ thế. Mình nói tiếng Việt trước. Các bạn nhớ nè, các bạn thầy hướng dẫn các bạn cái mẹo đó chính là cái gì? Nếu mà nó có những cái mà chữ dâm hay là chữ ít là như thế này, hoặc là chữ hơn hay chữ hiên phía cuối này, thì nhiệm vụ các bạn chỉ còn thay đổi cái vị trí thôi. Biết rồi. Được chưa? Đó thì nói tiếng Việt trước đi. Đúng rồi, đó tôi không thích những câu chuyện mà có cái kết buồn, được chưa? Nhưng mà từ từ mình rút gọn mình đề ha, mình sử dụng cái mình đeo quan hệ đi. Được chưa? Thì nói như nào? I don't like life stories. Which have. Đúng rồi, which ending. Have sad endings. Được chưa? Đó, thì nhiệm vụ cái đối với trường hợp này nó đang gì đây? Chủ động hay bị động? Chủ động. Quả rõ ràng là quá nó là chủ động rồi. Thì nhiệm vụ như nào đây? Bỏ which và chữ have như thế nào? Nó đơn giản lắm đó, rất đơn giản. Được chưa? I don't like stories having sad ending. Ending nó phải thành S. Làm xong bạn coi lại đúng không? Các bạn sai là sai là cái này nè. Rồi, dấu chấm như thế này. Được chưa? Làm xong phải coi lại cái này nha. Having đúng rồi em, having. Muốn sao nữa? Having thân viên là chuyện bình thường. Đúng không các bạn? Đó, đâu sao đâu. Đang sử dụng rút gọn mình đưa quan hệ mà. Ủa tại sao story nó lại phải tên S? Tại sao không có chữ tờ? Nhưng quan trọng tại sao không có chữ tờ? Giải thích giúp thầy đi Thành. Rồi, cái này nó liên quan tới cái điểm ngữ pháp về mạo từ. Các bạn sẽ học năm lớp 10 và lớp 12 các bạn sẽ học lại một lần nữa. Đó chính là gì? Các bạn coi là những câu chuyện có những cái kết buồn thì các bạn coi câu chuyện này mình nói một cách chung chung hay là mình biết đã biết câu chuyện nào rồi? Nó một cách chung chung đúng không bạn? Đó, những câu chuyện mà có kết buồn. Được chưa? Hôm nay thầy nói gì? Tôi thích chó. Là chó này là nói chung chung hay nói cụ thể? Chung chung. Nói một cách chung chung. Được chưa? Các bạn nên nhớ danh từ trong tiếng Anh. Danh từ nè, được chưa? Danh từ trong tiếng Anh mà nó nói một cách chung chung mà nó đếm được. Chuyện có đếm được không? Một câu chuyện, hai câu chuyện, ba câu chuyện đếm được không? Đếm được. Chuyện đếm được mà. Được chưa? Đó cho nên thầy nói lại, danh từ mà nói một cách chung chung mà nó đếm được thì không có mạo từ. Không có bảo tôi là under các bạn, là không có đơ nữa và biến nó thành số nhiều. Được chưa các bạn? Tương tự ví dụ mình nói là các bạn hay nói là ai like đón này vậy, bình thường các bạn nói chắc chắn các bạn sẽ nói như thế này đúng không? Rõ ràng rồi, lúc mình nói chuyện thôi nha. Được chưa? Nhưng mà câu này có đúng không? Được chưa? Mình nói nếu mà mình nói một cách chung chung thì rõ ràng chó đếm được, đang nói chung chung nữa biến vui lòng thêm bé thầy biến thành số nhiều, hiểu chưa các bạn? Đó như vậy ha. Rồi vậy đối với cái ví dụ nào tôi thầy thích trà sữa đi, trà sữa đếm được không? Trà sữa là nước rồi, nước không đếm được các bạn. Đó, thì đối với cái trường hợp trà sữa này, mình nói chung chung hay mình nói cụ thể? Chung. Cũng chung chung luôn, nhưng mà cái này mình có thêm ép nữa không? Không. Bởi vì nó như thế nào? Không đếm được, hiểu không? I like you too. Kiểu chứ các bạn. Đó, thì thầy hướng dẫn các bạn cái này cho các bạn hiểu. Được chưa? Rồi, bây giờ nhảy sang cái trường hợp đó chính là bị động ha. Bị nó cũng dễ không mấy đó.
Cho nên thầy nói là nó rất là sướng là như vậy. Rồi. Rồi, con đang một bạn chuyển với thầy nha. Chuyển với thầy đi Hương. Nói được không em? Nó trộn lên. Hương gì vậy? Chờ thôi được rồi, làm cái thầy con này đi trong. Cái gì Kim? Cái gì Khoa? Anh ấy gì đây? Có thấy không em? Show me some pictures. They were painted by his dad. Cái này kêu phải không vậy? Anh ấy gì? À, anh ấy đã đưa cho tôi xem. Có bà không? Họ là ai? Trời đất ơi. Sao lúc nào các bạn cũng thấy chữ đây các bạn nhìn chữ họ à? Chữ đây còn mang nghĩa là họ, nó về người, nó còn mang nghĩa là gì nữa các bạn? Chúng. Được chưa? Hoặc là những cái đó, hoặc là mình dịch nhanh gọi là chúng đi, nó vừa là người vừa là vật mà em. Được chưa? Chúng gì đây? Thì được, bữa ba, cô ấy nói con này chứ. Bữa ba của anh ấy. Thôi rồi, này, hai câu này nó có liên hệ nhau không? Liên hệ rõ ràng, chữ đây đang nói về cái gì? Bức tranh, được chưa? Đó, thì con này em nói tiếng Việt là thành gì? Mà mình sử dụng được mình đều quan hệ nha, nói tiếng Việt thôi. Em không còn nhất thiết phải cả vị trí. Em dùng chữ mà thôi. Để bạn nói nha. Hiểu được chưa? Đơn giản chưa các bạn? Thì con này nhiệm vụ các bạn như thế nào thôi. Ở trên đây em làm như thế này đi khóa. Which gì đó? Mình đều quan hệ thì mình phải như thế nào, nó vẫn viết lại thay cái này thôi. Được chưa? Mình chỉ còn nhiệm vụ các bạn là các bạn bỏ dấu chấm. Rồi bỏ chữ này thành chữ thầy, chữ which là được rồi. Được chưa? Chứ chữ were painted thì vẫn giữ nguyên. Được chưa? Nhưng mà bây giờ giờ làm thích như vậy đó. Đối với cái trường hợp này nó là đã gì rồi? Nó là đã. Nó đang chủ động hay bị động? Bị động. Giả bộ cái từ hen xịt các bạn biết nghĩ đi. Nhưng mà mình có biết nó là bị động không? Bằng cách nào? Nó có be này với lại thêm ed nè, thêm chữ ba nữa nè. Giả bộ không biết nghĩ từ này đi. Thầy nghĩ là nhiều cho đa số các bạn sẽ không biết câu này nó đang động từ này nó mang nghĩa là gì. Được chưa? Nhưng mà nhìn cho thầy có chữ ba. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có sẵn chữ ba cả. Không lúc nào nó cũng có sẵn chữ ba, nhưng mà một cái mẹo đó chính là gì, không phải lúc nào nó cũng đúng ha, đó chính là nó có to be ở đây. Be của nó bao gồm is, am hoặc là are nè, hoặc là words were nè, được chưa? Rồi sau đó động verb nó sẽ có gì đây, đi đi, đây là cái mẹo được chứ các bạn, để mình biết nó chỉ là bị động khi mà nó không có ba, mình không nhận dạng được, hiểu không các bạn? Đó, ok ha. Nhưng mà giả bộ nếu có một cái từ này, ví dụ thầy có từ chữ tự nhiên nó quên mất tiêu rồi. Ví dụ từ giải bộ từ này đi. Nếu các bạn giải bộ từ này các bạn không biết đi. Được chưa? Đó, thì xui thì mình không biết thôi. Được chưa? Đó, nhưng mà nó có tu biên ở đây thôi. Thì mình cũng rút gọn được, thoải mái. Được chưa các bạn? Thầy nghĩ tiếng được các bạn là mà tập các bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Nó có tu biên ở đây, nhiệm vụ của bạn là chỉ còn bỏ tu biên và cái này giữ nguyên thôi. Được chưa bạn? Đó, thì đối với cái trường hợp mà bị động thì nhiệm vụ mình sẽ như thế nào các bạn? Cái này là câu bình thường nếu các bạn ra sử dụng mình để quan hệ. Nhưng mà mình sẽ rút gọn bằng cách như thế nào cũng như đây. Bỏ which, rồi gì nữa? Và bỏ were, nhanh gọn. Động từ như thế nào? Tên bi hay tên bi đi? Thì nó là như thế nào? Giữ nguyên. Là không còn thêm bớt gì nữa. Cái này nó sướng hơn cái chủ động đúng không các bạn? Cái này nó sướng hơn cái chủ động. Cái chủ động là buộc các bạn, ví dụ như là chủ động ví dụ chữ ly như thế này. Who ly đúng không các bạn? Như thế này. Thì buộc các bạn phải bỏ s đi rồi sau đó bạn bỏ e rồi sau đó bạn thêm bi. Nhưng mà đối với trường hợp này các bạn nhiệm vụ chỉ các bạn chỉ còn bỏ mệnh đề quan hệ rồi bỏ to be, nhanh gọn. Nó sướng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó, ok ha. Thì đối với cái trường hợp đó, các bạn chỉ còn nhiệm vụ các bạn gọi là đóng hoặc mở ngoặc cái chữ which và chữ was như thế này. Hiểu không? Đó, ok, có cũng được mà không có cũng sao. Được chưa? Đó, nhưng mà là lúc mà để mình viết á, ví dụ các bạn viết luận á thì thường á mình thầy sẽ hay đó chứ là bỏ đi cho nó ngắn gọn, cho nó gãy gọn. Được chưa? Đó, bởi vì một bài viết sau này mấy đứa mà thi IELTS đi, một bài viết nó chỉ giới hạn mấy trăm từ thôi. Được chưa? Cho nên buộc là các bạn phải ngắn gọn này, hiểu được chưa? Rồi
Vậy thêm một ví dụ các bạn ha. Rồi cái mẹo của thầy đó chính là hồi nãy thầy nói với các bạn, đó chính là nếu mà nó có những cái tân ngữ ví dụ như là her nè, rồi me, rồi ví dụ như là them nè, rồi tân ngữ là đứng phía sau các bạn, nó không đứng đầu câu các bạn, thì hoặc là ví dụ như là him nè chẳng hạn đó, thì những cái tân ngữ này nó đứng cuối cùng thì lúc đó các bạn mới đạo vị trí. Còn đối với cái trường hợp mà nó có chủ ngữ ở đây, nó đứng đầu câu như này, hoặc là dưới đây nó đứng đầu câu nè, rồi kia hoặc là chữ si hoặc là chữ hi nè, nó đứng đầu câu như này thì mình có đảo không? Không được chứ bạn. Đó, mình cứ gọi là mình thuận thôi, rồi kia đề như nào thì mình biết từ trái sang phải như vậy, rồi sau đó mình thay thế như nào thôi, hiểu không bạn? Đó chính là cái mẹo của thầy. Ok, nhưng mà thật sự nếu mà các bạn hiểu bài và các bạn có thuộc bận thì những cái mẹo đó cũng chẳng để làm gì. Ok, thì thử làm với thầy ha. Bạn bên cạnh lợi đi, tới đi em hiểu ý, thật sự thầy nhớ tới nổi luôn mới đó. Rồi cho câu này, chắc chắn không biết chữ robbery là gì, đúng không? Có biết không? Không biết vậy đó, khỏi quan tâm. Cái này là in the robbery, các bạn không biết nghĩa của mình cũng chẳng để làm gì, đúng không các bạn? Đó, quan trọng là khúc này, was you và has been found này. Thì câu này cái gì thử ta coi. Để bạn là từ làm này, nó bự lên đây. Nay thì biết không? Cái gì đó, cái đó has been found. Rồi chỉ found biết nghĩa thì chịu thua thôi. Để bạn tự làm đi, đừng nhắc gì hết trơn á. Nó, cái này đang dùng thì gì đây em? Đó, cái chuyện đâu? Để bạn tự nói, không nhắc chắc để làm gì đó. Hiện tại không thành, tại sao? Cái này là có chữ been. Là chỉ found là tìm thấy, ồ làm sao? Tại sao nó có bin đây? Tại sao hiện tại thành mà lại có chữ bin? Mà chữ phao lại có chữ phao là động từ cái này nữa. Nó không được là phải còn lại bài nghe chưa? Ở tới giờ hiện tại thành em nhớ cấu trúc không? Nhưng do cục quan tại sao chữ bin đâu ra? Ở tới giờ bin đâu ra? Bin đó là gì? Bin là bi á. Thầy hỏi lại bi của hiện tại thành là gì? Bi của hiện tại thành là gì? Là bin, mà tại sao lại có động từ ngay đây nữa? Đây là động từ của ba thì em chỉ nhớ cái công thức gì đây? Bin mà còn động từ của ba, mình sử dụng bin động từ của ba khi nào? Trường hợp này mình có bin động từ của ba. Em dựng cho coi, em dựng câu này nè coi. Nó gì? Nó đã được tìm thấy thì rõ ràng đây là công thức là gì đấy? Nó bị động đơn giản vậy thôi. Được chứ? Thì đây là bị động của hiện tại thành là gì? Đây có trúc chung của hiện tại bị động đúng không các bạn, nhưng mà bi của hiện tại thành là biến. Được chưa các bạn? Mà cục ba của file đó chính là pháo. Được chưa? File là tìm thấy đó các bạn, mà cục ba của đó chính là pháo, cục hai cục ba của nó cũng là pháo luôn. Được chưa? Vậy con là em xử lý như thế nào? Em nói tiếng Việt trước lại coi. Một không gian nó đã được sử dụng trong cái gì đó, nó đã được tìm thấy, nó vừa mới được tìm thấy, thì nó tiếng Việt như thế nào? Em sử dụng bề đề quan hệ chữ mà cái này đó thì nói như thế nào? Nó tiếng Việt thôi nha. Em thầy nói rồi, để thầy nói không nghe hay sao đó. Nếu mà em nói thuận nó không được á thì em có thể đảo lại, được chưa? Thử thật coi. Rồi cái chuyện sử dụng ở đâu? Đầu tiên là em dịch từ trái sang phải trước, em sử dụng bề đề quan hệ, rồi sau đó nếu em cảm thấy nó không phù hợp thì lúc đó em mới đảo vị trí lại. Một con dao gì? Sử dụng bề đề quan hệ mà em không chữ mà chỗ nào? Rồi nó không hiểu luôn. Em qua chữ mà chỗ nào? Thì em cứ thử làm thầy đi. Cái gì mà cái mà
ngoài nó dễ ẹt luôn. Em chỉ có một chữ mà thôi, đừng có nhắc vậy chứ, để bạn tự làm. Con dao mà nó được sử dụng trong cái gì đó, nó như nào? Thì câu này em đã hiểu chưa? Đó thì em chỉ quan chữ mà nó vị trí ra chữ cái xúc cái khúc mà nó sau là cái chủ ngữ thôi. Được chưa? Thì câu này viết lại gì mà nãy em thầy đã nói em rồi. Trong câu đề nó có cái nhưng mà viết lại phải như nào? Đờ. Lúc mà thầy hỏi bạn nào thì bạn nói trả lời nha, chứ mấy bạn khác tự nhiên nhẹ trả lời giùm đang sớm. Rồi, đờ. The night. Mà na là nhèo là người hay vật? Thì phải như thế nào? Which. Cái này thầy sử dụng bình thường thôi nha, vẫn sử dụng bình thường quan hệ rồi từ từ bước rút gọn. Which gì đây? Use. Viết lại in the robbery. Rồi gì nữa? Rồi, con dao mà nó được, lúc mà các bạn vừa làm các bạn vừa dịch cho thầy nha. Con dao mà đã được sử dụng trong cái gì đó. Rồi gì nữa? Đã được tìm thấy, rồi gì nữa đây? Có ít nữa không? Không, được chưa? Đó, has been found. Nhưng mà trong câu này, nó có which was you, nó đang ở thể gì đây em? Bị động hay chủ động? Bị động, được chưa? Thì em rút gọn như thế nào? Nãy giờ tôi hướng dẫn rút gọn mà đều quan hệ như thế nào? Cũng nhắc nó đúng rồi. Lên đây ngồi. Lên đây ngồi. Chứ sao ngồi, nãy giờ thầy nhắc em lúc mười nãy giờ chắc chục lần rồi đó. Rồi đó ngồi đi, chứ không nhắc nữa. Rồi, bỏ như thế nào đây, để bạn tự làm chứ. Bỏ wish vào và chữ word, còn chữ you phải như thế nào? Tại sao nó thêm yên? Vậy nên nãy giờ lo chứ bà là cũng không tập trung gì luôn. Khi nào mình mới đọc từ thêm yên, em bỏ cái mệnh đề quan hệ rồi, sau đó là đọc thêm yên. Khi nó đang chủ động hay bị động? Thôi thầy nhắc lại đi nè, khổ ghê luôn á. Đối với cái trường hợp nào mình rút gọn mình đều mà động từ thêm yên các bạn? Nó đang chủ động. Được chưa? Còn đối với cái trường hợp bị động thì phải chỉ như thế nào thôi? Các bạn bỏ which, các bạn bỏ to be. Rồi động từ thì phải như thế nào? Giữ nguyên, không có thay thế gì hết. Rồi lợi lên đó ngồi đi. Thầy đang hỏi ai thì người đó trả lời chứ. Chứ nãy giờ thầy dạy này, lúc đó nãy giờ thầy cũng hỏi rồi, bạn nào chưa rõ chỗ nào thì nói liền cho thầy. Rồi nhưng mà quan trọng em cũng nhớ như vậy ý. Nhớ là nhớ ra, em nói lại thôi coi, mình rút gọn mệnh đề chủ động thì như thế nào đây? Rút gọn mệnh đề chủ động thì như thế nào? Mình bỏ gì? Bỏ quyết sọ bỏ gì? Bỏ quyết sọ thu rồi sẽ động từ như thế nào? Thêm yên, còn đối với cái trường hợp mà mình bị động thì như thế nào đây? Rút gọn như thế nào? Vừa mới làm nè, vừa mới làm nè. Bỏ wish hoặc là thu chứ mà bỏ thu, nó đâu phải sử dụng wish thu đâu, phải dùng chữ hoặc thôi. Wish hoặc thu rồi sao nó gì nữa, bỏ gì nữa? Bỏ wish hoặc là bỏ thu rồi sao nó bỏ gì? Em kêu bỏ đi hả? Rồi sau đó bỏ to be. Bỏ to be là be nó bao gồm là is, am, are nè. Rồi sao động từ như thế nào? Động từ nó bỏ giữ nguyên chứ thầy. Được chưa? Bị động, động từ giữ nguyên. Được chưa? Em bỏ quyết hoặc bỏ thu rồi sao động? Bỏ to be như thầy. Được chưa em? Bữa giữa coi là bài không vậy? Rồi, quan trọng là vẫn học từ vựng, những bạn gì không có từ vựng là làm không được đâu. Rồi robbery là gì mấy đứa? Đó chính là vụ cướp thôi chứ đâu có vụ cướp không? Đâu phải bank robbery đâu mà vụ cướp hàng. Vụ trộm thôi là được rồi. Được chưa? Đó. Rồi thêm một ví dụ nữa đi các bạn. Rồi đó chính là cái gì? Đây. Lúc mà các bạn làm, các bạn dịch ra thì các bạn vui lòng coi từ trái sang phải trước. Nó có thuận hay không? Nếu mà không thuận thì lúc đó các bạn mới đảo chứ không phải lúc nào các bạn vô các bạn đảo. Được chưa? Mà này hồi nãy thầy cũng dắt các bạn cái mẹo đó chính là gì? Nếu mà nó có upon ở đây rồi sau đó nó chủ ngữ ở đây. Chủ ngữ ví dụ thi nè, hoặc là si nè, rồi đây nè. Thì lúc đó mình có đảo mới đó. Lúc này mình có đảo không? Không. Không có đảo, mình chỉ còn viết từ trái sang phải lại thôi. Được chưa?
đó, từ vựng nó rất là dễ, thằng A cũng biết nghĩ được rồi đó. Rồi câu này làm thử giúp thầy đi. Bạn đứng kính tên gì em? Hiển hả? Trình Hiển đúng không? Rồi thử câu này em làm thử thầy luôn, nói tiếng Việt trước với thầy đi. Ủa thầy cái chỗ mẹ in chưa cái gì thầy đâu biết đâu. Thôi vậy sao không biết, thử làm đi. Vậy thầy là the boy, the boy was, cái từ đó was, còn từ đó the boy who, who was là thêm cái gì đó was, trời ơi con nó đọc tiếng Anh thì đọc không được. Hình chô hả ơi. Rồi con từ này bỏ đâu? Rồi cụm này bỏ đâu? Rồi gì nữa? Was taken to. Có hi nữa không? Yeah. Không. Được chưa? Đây là một cái dạng bài mà nó rất là dễ ra trong đề thi các bạn ha. Thì các bạn chỉ còn nhớ đó chính là cái gì? Là các bạn qua cái mệnh đề quan hệ hay đây, được chưa? Qua cái mệnh đề hệ sau cái chủ ngữ nè, chỉ cần qua mệnh đề sau chủ ngữ rồi sau đó là bỏ thầy cái chủ ngữ ở đây, bỏ dấu chấm luôn, được chưa? Nhưng mà cho mình rút gọn mà, cho nên rút gọn với thầy đi, rút gọn với thầy đi. Vậy này là bỏ who. Nhưng mà cái này đang chủ động hay bị động nè? Yeah. Who was injured? Như này chắc chắn là nhìn vô phải biết bị động hay chủ động. Yeah, bị động. Bị động tại sao không biết? Vậy yeah, có to be was. Có be was rồi sao nó gì nữa? Nó lỡ là dùng nội chứ lỡ học từ y thì chắc chắn là bị động rồi, được chưa các bạn? Nhưng mà nhìn chung có biết bị động nó có bị nhanh gọn, được chưa? Đó thì nhiều hơn chỉ còn gì thôi. Dạ bỏ thôi. Còn em chưa thì bỏ gì từ em ở quả em rồi bỏ hết này đúng không? Đúng không ý em vậy đúng không? Đúng rồi. Dạ, bỏ who was rồi. Trời ơi thấy thương chưa? Đó như vậy người thầy the boy injured in the accident was taken to the hospital. Cái cậu bé mà bị gì mấy đứa? Bị thương. Trời ơi. Bị thương trong cái vụ tai nạn đã được gì đấy? Đưa đến bệnh viện. Được chưa? Hai câu này, hai câu nó đều có gì đây? Hai vế nó đều có bị động. Được chưa? Nhưng mà phải buộc phải sử dụng bị động với cái khoa đồng. Mình không được nói gì. Cái cậu bé mà được dẫn tới bệnh viện thì bị thương. Nghe nó kỳ không mấy đứa? Nó bị ngược rồi. Cho nên phải nói là cậu bé mà bị thương trong cái vụ tai nạn đã được chở đến bệnh viện. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì câu này cũng khá là đơn giản. Tưởng tượng được chưa bạn? Rồi còn ví dụ nào nữa không? Rồi bây giờ thầy sẽ nhưng mà các bạn coi nè, có phải lúc nào vật nó cũng là bị động không? Có phải lúc nào người lúc nào cũng chủ động không? Không. Được chưa? Rõ ràng hai câu. Được chưa? Có cái này bị động này. Bức tranh nó được sơn bởi bố của anh ấy này, rõ ràng cái vật này nó bị động. Nhưng mà đối với cái trường hợp này người cũng bị động được chưa? Được chưa? Nhưng mà có trường hợp nào mà vật nó chủ động không? Có, đúng với cái trường hợp ví dụ như là cái chuông nó reo nè. Được chưa? Đó, nhưng mà bây giờ thầy sẽ liệt kê các bạn một số cái động từ mà nó chủ động. Được chưa? Mà nó rất là dễ ra trong đề thi. Đó chính là gì? Bây giờ thầy sẽ liệt kê các bạn. Và thầy nghĩ sau này là mấy đứa tuần sau mấy đứa kiểm tra thầy nghĩ nó chỉ dính á. Đó chính là gì? Ví dụ thầy sẽ có đây overlook. Overlook là gì mấy đứa? Trong sách mấy đứa có. Đúng rồi, bạn nào mới nói đúng á. Huy nó đưa nó tự nghe coi. Dạ, nhìn ra thôi. Ừ, nhìn ra thôi. Là chứ, nhìn ra. Bây giờ thầy nói cái view này. Ví dụ mấy đứa đi Đà Lạt đi. Đi Đà Lạt đi, mấy đứa có thích gọi là mình ở cái phòng mà nó nhìn ra núi không? Thích đúng không? Không, lắc đầu vậy, nó thích lắc đầu vậy. Thích nhìn ra đâu lên Đà Lạt, cái view nhìn ra biển hay em? Thôi cái view nhìn ra Hồ Sông Hương đi ha. Được chưa? Cho nó lẫn mợn đi ha. Đó, ok. Thì rõ ràng cái view là nó chủ động, nó các bạn tưởng tượng nó là cái người đi. Được chưa? Nó chủ động, nó nhìn ra cái Hồ Sông Hương. Được chưa các bạn? Cái hướng của nó nhìn ra Hồ Sông Hương, chứ nó không có bị động. Cái này có nói là gì? Cái view này nó được nhìn ra Hồ Sông Hương không? Không, nó kỳ lắm. Cho nên đối với trường hợp overlook thì nó là vật thì nó cũng vẫn là gì đây? Nó vẫn là chủ động. Được chưa? Thì nó cái câu này một câu đơn giản ha. Ví dụ thầy nói the view overlooks the river. Thì trong câu này nó chỉ có một câu thôi, cho nên mình không có rút gọn mệnh đề gì mấy đứa. Tôi nhiễm màu dễ sợ luôn á, cho thầy những kẹo coi. Nó là dạng mấy đứa móc cho nó mỏi vô ăn luôn nè. À chắc là cái kẹo đau họng đúng không em? Hay như thế nào? Em bị đau họng. Phải không? Không.
Rồi, ok các bạn, cái view nó nhìn ra con sông. Được chứ các bạn, cái view này đang chủ động. Rồi tại sao tôi ghét các bạn? Cái câu này đang thì gì? Cái câu này đang thì gì mới đúng? Hiện tại gì chứ? Hiện tại đúng. Nhưng mà tại sao dùng hiện tại đúng? Một cái sự gì? Một sự thật thôi. Được chứ? Đó, cái view này nhìn ra con sông. Chứ thằng nói cái view này đang nhìn ra con sông rồi, cái view này nhìn ra con sông, bản chất của nó rồi, những cái bản chất thì dùng hiện tại đúng. Được chưa? Mà cái này chủ của sheet cho nên động từ thực ép. Cái này là một câu bình thường nha, ví dụ giống như I love you một câu bình thường vậy đó. Được chưa? Bởi vì nó đâu có cái câu nào nữa đó, cho nên là mình không rút gọn gì hết trơn. Được chưa? Đó. Rồi, ví dụ khúc đàn nó mới có thể rút gọn nè, nó có hai câu nè và nó có liên quan nè. Thầy sẽ nói I have just booked a room. Chấm. It overlooks the river. Thì khúc này rõ ràng nó đã có hai câu, hai vế, hai câu thì rõ ràng nó có liên hệ không bạn? Phòng nè, nó là nó và cái phòng thì rõ ràng. Đối với cái trường hợp này mình có thay đổi vị trí không? Mình có đảo vị trí không mấy đó? Thầy đã nhắc mấy đứa rồi, nó đã có chữ x ngay đây, nó đã có hi ngay đây nè, hoặc là si này nó kiểu thì các bạn tuyệt đối là không có đổi vị trí. Được chưa? Đừng có đổi vị trí làm gì. Trừ khi mà chữ x nó đang ở tâm nữa, nó phía sau này nè, thì lúc đó mình mới đổi, hiểu không bạn? Đây là cái mèo. Được chưa? Đó. Thế câu này từ bộ nó cũng khá là dễ, các bạn làm vẫn được. Tôi vừa mới đặt một căn phòng. Gì nữa? Mà nhìn ra xong. Hiểu không ạ? Đó, ok ha. Thì đối với cái trường hợp câu này, thầy chỉ còn như thế nào thôi. Viết lại, I have just booked a room, có biến đổi tờ không? Không, không biến đổi được. Trừ khi nào mình chỉ sẽ biến đổi thành chữ tờ khi mà nó đứng đầu câu. Giống như là a boy hay giống như nãy thì có gì đó thì quên rồi. Còn đối với trường hợp giữa câu thì tuyệt đối là không có biến đổi thành tờ nhé. Thành tờ nhé các bạn. Cho nên câu này chỉ còn nhiệm vụ đơn giản là như thế nào thôi mới đó. Thầy mới nói một lần nữa, cái phòng này nó nhìn ra là đang chủ động hay bị động? Nhìn ra mình vô mình biết là nó đang chủ động, bởi vì nó như thế nào đây, nó đâu có bi gì đâu, thì chắc chắn là động thân thêm s thì nó đang chủ động rồi. Cho nên nhiệm vụ các bạn chỉ còn như thế nào thôi, chỉ còn bỏ x đi. Được chưa? Rồi sau đó overlook như thế nào? Ở thì biến thôi, đang chủ động mà, đúng không ạ? Đó, overlooking the river. Được chưa? Đó, đối với cái trường hợp này là nó chưa có sẵn nha bạn, nó chưa có sẵn mình đều quan hệ. Được chưa? Nó chưa có sẵn mình đều quan hệ, nhưng mà cũng phải làm được. Được chưa? Đó, tôi vừa mới đặt một căn phòng mà nó nhìn ra con sông. Nó có chữ, nó không có chữ mà nó, nhưng mà kể mình dịch mà nó luôn thầy. Được chưa? Hoặc là gì? Which overlooks. Nè, mà nó nhìn ra con sông. Được chưa? Thì nhiệm vụ thầy đó chính là bỏ which đi, động từ thế biến như thế này. Hiểu chứ bạn? Rất là dễ. Rồi, động từ tiếp theo mà nó viết xong đúng không các bạn? Hiểu được không? Tưởng tượng được không các bạn? Đó, rồi, từ tiếp theo nó chính là cái gì? Nó chính là chữ lead to. Lead to mang nghĩa là gì mấy đó? Dẫn đến. Được chưa? Các bạn cho thầy cái ví dụ đi, dẫn đến. Mà vọc nha. Dẫn đến cái chết hả? Mới nói hả? Cũng được. Cho thầy một ví dụ mà dẫn đến đi. Cái gì? Trời ơi, hoang mang quá. Cái gì? Nó bự lắm, nó bự lắm. Đúng rồi, đó là cái ví dụ. Cái dụ mà dư lượng khí CO2 đó đang một cái chủ ngữ. Các bạn nghĩ nó là vật đúng không? Đó là một cái vật đi. Nó dẫn đến. Thì do cái đang chủ động nó dẫn đến hay nó bị dẫn đến các bạn? Nó chủ động nó dẫn đến hoặc là gì? Hút thuốc nhiều dẫn đến ung thư. Được chưa? Thì rõ ràng do cái việc hút thuốc nó phải chủ động nó gây ra cái gì ung thư, cho nên cái vụ mà dẫn đến nó như chủ động hay bị động? Chủ động, các bạn tưởng tượng được chưa? Đó, hoặc là một cái ví dụ đơn giản đó chính là gì? Có một con đường dẫn đến con sông. Thầy có nói một con đường rất đơn giản là gì?
một con đường thôi, there gì? There is, there are. There is, there is a path. Đây là con đường các bạn ha, đây là con đường mòn. Được chưa? Con đường chữ path đó chính là như nào? Là không phải con, không phải con đường trải nhựa. Được chưa? Con đường trải nhựa thầy sử dụng cái gì mới đúng? Road hoặc là gì? Hoặc là street. Được chưa? Road hoặc là street là con đường trải nhựa. Được chưa? Đó, ok. Còn đúng với chữ path đó chính là con đường mòn thôi. Được chưa các bạn? Đó. Các bạn hiểu con đường mòn là như thế nào không? Đường đất người ta đi nhiều thành ra con đường mòn, được chứ? Đó thầy xin cái path. Nhớ lại cái path nha, để thì nó có thể ra đó. Có một con đường mà nó dẫn đến. Con đường nó chủ động dẫn đến đúng không các bạn? Rõ ràng, được chứ? Thì thầy nói như là thầy dùng bề đường quan hệ đi. Có một con đường mà nó dẫn đến. Which hoặc là that được không? Được. That dẫn đến. Lead. Nhưng mà cái này mình phải gì? Động từ như nào đây? Một con đường mà, cho nên phải như thế nào? Thế mét thầy dẫn đến this gì? To the river. Được chưa? Đây là một con bình thường các bạn ha. Đây con người ta sử dụng bề đều quan hệ. Nhưng mà đề thi bắt các bạn phải buộc là mình phải rút gọn bề đều quan hệ. Rút như thế nào đây? Làm thầy đi Huy. Rút như thế nào em? Rút làm con xì nha. Đúng rồi, bỏ quýt hoặc bài tác. Rồi sau đó như thế nào nữa? Bài gì nữa? Thầy cũng như ít. Listen, đúng không em? Không phải rõ ràng cho thầy không mới được. Phải kêu bỏ ép chứ ai biết được. Em nói sao thì thầy làm nhẹ thôi đúng không bạn? Đó thì lead theo như thế này, như thế này. Hiểu được chưa? Có một con đường dẫn đến con sông. Được chưa? There is a path leading to the river. Kịp ha? Kịp. Đó. Chắc ngày hôm nay thầy nghiệp quá. Hiểu nghe hướng, có nắm được không? Tưởng tượng được không nhờ? Cái sao nãy giờ không hiểu mình phải nói thầy chứ. Nhưng mà quan trọng em đã hiểu cái vụ mà rút gọn chưa? Rút gọn chủ động và rút gọn bị động chưa? Em nói lại xem coi, rút gọn chủ động mình sẽ như thế nào? Mình phải bỏ cái gì? Rồi sau đó mình phải thêm gì? Hay mình vẫn có giữ nguyên hay không? Đó thì nói thử ra đi. Đang hoang mang lắm mà. Thì coi lại nãy giờ thầy đang cho em cái nói gì đó. Rút gọn mệnh đề mà nó chủ động. Thì phải như thế nào đây? Mình bỏ gì rồi nãy giờ coi mà không nhớ được gì luôn hả? Mà quan trọng nãy giờ em có hiểu cái câu nãy giờ thầy chưa nói rút cái vụ rút gọn mệnh đề nha. Chưa rút gọn mệnh đề, nhưng mà em hiểu cái gì mệnh đề quan hệ không? Cái quýt cái hưu rồi á. Cũng có hiểu rồi. Thôi thầy nhắc lại thôi, mình nhắc lại cả lớp các bạn ha. Đối với cái trường hợp mà câu mà nó chủ động, em biết khi nào con chủ động không? Thôi trước khi mà nó chủ động em biết con nó chủ nó bị động không? Bị động nó chứ nó như thế nào rồi, em? Nó có gì? Bị động phải có gì? Nó là từ đương nhiên. Hả? Bị động nó sẽ như thế nào? Nó có gì? Thôi không sao. Bởi vì bạn mới vào mà cho nên là nhiều kiến thức của bạn bị lỡ cho nên không sao hết. Được chưa? Nếu mà bị động thì phải như thế nào? Nhắc tiếp thầy đi các bạn. Nó có gì? Nó có be, mà be thường nó kỹ ra thì gì là gì? Is, am, hoặc là are, hoặc là gì? Hoặc là what's word. Được chưa? Đó, nhưng mà có phải lúc nào cũng vậy không? Không. Được chưa? Đó, nó có cái trường hợp ví dụ như hiện tại của thành thì có is, am, are nữa không? Hiện tại của thành phải dùng have hoặc là gì? Has. Rồi sau đó là gì? Been. Được chưa? Với be của hiện tại của thành phải là been thôi. Rồi sau đó mới động từ cục 3. Được các bạn? Rồi sau đó là cái này mới động từ cục 3. Thì đây là cấu trúc chung của bị động, hay là nắm chưa hướng, nhớ được chưa? Đây cấu trúc chung của bị động, này thầy nói rất là nhiều rồi. Được chưa bạn? Đó, ok, cái này là của hiện tại đơn, bị động của hiện tại đơn, cái này bị động của quá khứ đơn. Còn đây là bị động của hiện tại hoàn thành. Còn bị động của hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn trong đơn chúng ta, nhưng mà hiện tại chỉ còn quan tâm cái này thôi được rồi. Được chưa? Đó. Ok, còn đúng, đây là dấu hiệu nhìn vô mình biết đây là bị động. Còn một dấu hiệu nữa mà nó có thể có thể không có thì các bạn bị động á. Nó có chữ chưa? Nếu mà các bạn tìm á, các bạn tìm câu mà nó không có be rồi động từ lục ba thì câu này đó chính là câu chủ động. Được chưa bạn? Đó, hiểu không? Thầy nói lại, nếu mà các bạn tìm một câu nè, ví dụ câu này, ví dụ này, it leads to, đó thì câu này có một con đường nó dẫn đến con sông, thì câu này nhìn vô nó có be, nó có động từ ba ha? Không thì nó chủ động. Chủ động thì nhiệm vụ của con như thế nào thôi? Bỏ gì mấy nữa? Đó chính là mình bỏ gì đây? Mình bỏ x. Rồi sau đó động từ như nào? Thêm in. Được chưa? Đó, ok các bạn ha. Rồi, thầy nhắc lại.
rút gọn bị động, đó chính là em bỏ mẹ đều quan hệ, rồi sau đó em bỏ to be, động từ cục ba vẫn giữ nguyên. Đợi chơi nó vẫn còn hoang mang mấy đứa, bởi vì nãy giờ không thực hiện gì, nói lại từ đầu tới cuối thì tốn thời gian quá. Thôi tí nữa làm bài tập đi ha. Rồi nhớ này, có list to thì nó là chủ động các bạn ha. Rồi trường hợp tiếp theo đi, cứ làm bài tập rồi các bạn sẽ hiểu thôi, chưa nói lại thì tốn thời gian quá. Vẫn còn hoang mang đúng không em? Vẫn còn hoang mang nhiều mà đúng không? Rồi thôi không sao, mới vào mà kệ. Rồi rồi một cái nữa đó chính là cái từ gì? Đó chính là từ connect. Connect. Chữ connect là gì mới nữa? Kết nối. Ví dụ thầy nói, thầy sử dụng chữ kết nối mà sử dụng vật đi mấy đứa, vật mà nó kết nối đi. Wi-Fi nó kết nối hả? Kết nối điện thoại. Wi-Fi kết nối điện thoại, hoặc điện thoại kết nối Wi-Fi. Được chưa? Làm cái này rõ ràng là điện thoại nó chủ động nó kết nối luôn. Được chưa? Hoặc là thầy nói gì? Cái cây cầu nó kết nối giữa hai ngôi làng. Rõ ràng cái bản chất của cây cầu là gì? Nó chủ động nó kết nối đúng không bạn? Hiểu được không? Đó, ok. Cho nên đối với cái trường hợp kết nối thì nó sẽ là chủ động. Ok. Ví dụ thầy nói là như thế nào? Cái cây cầu. The bridge connect to, ví dụ như là villages, kết nối hai ngôi làng. Nó, ví dụ như là nó hẹp. It is narrow. Được chưa? Cây cầu kết nối hai ngôi làng. Nó hẹp. Được chưa? Thì câu này thầy nói tiếng Việt là thành gì mấy đứa? Cái câu này mình nói tiếng Việt thành gì đây? Cây cầu mà kết nối hai ngôi làng hẹp. Thì hẹp. Được chưa mấy đứa? Thầy nói lại câu này là gì đây? Hai câu đó nó riêng là riêng lẻ các bạn ha. Cây cầu kết nối hai ngôi làng nó hẹp. Là chứ các bạn không biết nghĩ connect, các bạn không biết nghĩ chữ narrow, hay là các bạn không biết chữ bridge là gì, thì bài này chịu thua. Được chưa? Không phải lúc nào nó cũng có sẵn cái mẹo cho mấy đứa. Được chưa? Cây cầu kết nối hai ngôi làng nó thì hẹp. Thì thầy nói lại, đối với cái trường hợp này chắc chắn mình bỏ chữ x rồi, đúng không bạn? Nó có chữ x như này thì rõ ràng là như nào mình không thể mình đảo vị trí lại. Thầy nói một lần nữa, có chữ x hay nó có chữ hy hay chữ suy chữ tay như này thì không có đảo. Được chưa? Đó, thì câu này nó chính là thầy sử dụng cây cầu mà kết nối vật là đúng không? Dùng gì? Which. Rồi gì nữa? Connect to villages. Được chưa? Rồi gì nữa mấy đứa? Thầy đang sử dụng bài đâu mấy hệ, thầy chưa rút gọn nha. Thầy chưa rút gọn nha. Rồi gì nữa mấy đứa? Tiếp tục nhìn thầy này, đừng có biết, tôi nhìn thầy nữa. Is, xin mời. Is narrow. Được chưa? Đó, vậy câu này rút gọn thử thầy coi. Rút gọn thử thầy đi rồi. Câu này đang chủ động hay bị động? Thầy nói rồi, connect đang chủ động. Vậy bộ em chỉ còn như thế nào thôi? Bỏ quýt đi rồi sau đó connect. Bỏ ép cho thầy trước. Được chưa? Rồi sau đó là gì? Thêm in. Được chưa bạn? Đó, thì nó như thế này. Hiểu được chưa? The bridge connecting to the trees is narrow. Tưởng tượng được chưa? Em hiểu lúc này chưa hướng? Yeah. Tưởng tượng được chưa? Đó. Thầy làm từng bước luôn rồi á. Cái khúc này là thầy bỏ mệnh đề quan hệ đi, nhưng mà lúc mà dịch thầy bỏ là gì? Chữ là mà. Cái cầu mà nó kết nối hai ngôi làng thì nó hẹp. Người còn nữa mấy đứa. Một số từ ví dụ thầy có chữ gì đây? Comprise. Comprise mang nghĩa là gì mấy đứa? Comprise mang nghĩa là gì? Bao gồm, đúng rồi, chính xác. Comprise là bao gồm. Ở trong sách mấy đứa có mà đúng không mấy đứa? Mấy đứa có nhớ cái phần mà getting started không? Không luôn, mã rồi. Ngưỡng mộ ghê luôn. Ví dụ comprise là bao gồm, các bạn cho thầy ví dụ bao gồm đi các bạn. Ký đầu nó quá. Ví dụ đúng rồi, đơn giản đó, thầy tính nói cái đó luôn á. Việt Nam bao gồm 63 tỉnh thành, được chưa bạn? Đó, ok ha. Ủa
nó ve cái gì đồng ve cái gì rồi nó như là một cái thành tựu gì to lớn lắm á. Rồi chưa, hoặc là bây giờ thầy nói cái đó một câu đơn giản đúng không bạn? Việt Nam bao gồm 64 tỉnh thành, nó chỉ có mấy vế thôi. Việt Nam bao gồm 64 tỉnh thành, nó có mấy vế? Nó có một vế à? Được chưa? Việt Nam bao gồm 64 tỉnh thành thì câu này mình có sử dụng bình đẳng quan hệ gì không? Không. Không. Được chưa? Thầy không sử dụng bình đẳng quan hệ gì hết trơn á. Nhưng mà cái này nhưng chắc chắn nó phải chủ động hay bị động? Chủ động. Đó thì thầy nói đơn giản là gì? Việt Nam có là mấy nước phải không biết? Việt Nam comprise. Được chưa? Nhưng mà cái này là gì? Dùng hiện tại đưa đúng không bạn? Nó là một cái sự thật rồi. Được chưa? Một sự thật thôi chứ mà chủ ít là nhiều. Ít. Lúc mà thầy viết là từ từ đừng có lo viết mấy nước. Lo cho nghe rồi sau đó mới viết. Việt Nam bao gồm ít cho nên động cái này động từ rồi chứ động từ phải như nào? Thêm s. Được chưa? Bao gồm 64 tỉnh thành, 64 tỉnh thành gì đó. Đây là một câu bình thường đúng không? Đó, thầy không rút gọn nhớ chưa? Nhưng mà phải biết đó là chủ động. Ok, nhưng mà thầy nói là gì? Đó là một quốc gia. Nó là một quốc gia mà bao gồm 64 tỉnh thành, chán vậy đi. Được chưa bạn? Đó thì câu này nó có mấy vế rồi. Vế đầu tiên là gì? Nó là một quốc gia mà bao gồm. Được chưa? Thì câu này thầy nói như đó các bạn. It, đừng biết ngay từ từ. It is a country. Thì rõ ràng đây là một cái vế. Được chưa? Nó bao gồm. It comprise. Comprise gì đúng các bạn? Nó mà. Hôm nay chúng ta sẽ it. Comprise gì đó? Sau 4 tỉnh thành. Thì câu này thầy sử dụng bình đều quan hệ như thế nào đây? It is, nó là một con country which mình bỏ cái it đi đúng không bạn? Rồi sau đó là comprise. Sau 4 tỉnh thành gì đó. Được chưa? Nhưng mà tôi bước đó cho mình rút gọn. Đang chủ động hay bị động? Nãy thầy nói rồi, comprise bao gồm là chủ động rồi. Cho nên nhiệm vụ mình chỉ còn gì thôi. Bỏ which. Rồi comprise như thế nào? Bỏ s và thêm in. Nhưng mà phải bỏ gì luôn? Bỏ e luôn thầy. Như thế này đúng không ạ? Đây, try như thế này nhưng mà buộc phải bỏ e rồi sau đó mới thêm in. Kịp được không ạ? Đó, cái từ này có trong sách mấy đứa nha. Nó là một cái quốc gia mà bao gồm 64 tỉnh thành. Dạ hay vậy? Hiểu được chưa? Đó. Đề thi năm ngoái đã ra chữ overlook nha các bạn. Thầy vẫn còn giữ đề thi năm ngoái có ra chữ overlook này. Nhưng mà nhiều bạn không biết không, nhiều bạn cũng nghĩ là có cái view cho nên nó phải là gì học căn phòng, nó đang bị động, nó là vật cho nên dùng bị động không có. Hiểu không các bạn? Đó, phải nhớ như vậy. Ý đã tưởng tượng được ra chút xíu này chứ ý có gì hỏi thầy không? Rồi ok nha. Rồi nó bao gồm thì thầy có chữ chứa là gì mấy đứa? Chữ chứa là gì? Chữ chứa là chữ thân gì? Contain. Đang chết. Đó. Ví dụ cho một cái ví dụ nha. Một cái ví dụ mà có chữ chứa mà có động từ có chủ ngữ là vật nha mấy đứa. Container. Ủa gì container vậy? Đúng rồi, cái xe container nó chứa. Nó chứa nhiều đồ nhá vậy. Được chưa các bạn? Đó. Thì đối với cái trường hợp này chứa đó cũng là chủ động luôn thì thầy sẽ cho một ví dụ các bạn làm thử thầy nha. Giờ thầy không nhắc gì nữa, chủ động làm luôn thầy. Cũng như kiểu như là mình vừa học lý thuyết mình vừa làm bài tập luôn. Đây, một câu để thêm ra như thế này thì làm cái thầy đi con anh. Từ từ, I have. Nhưng mà rút gọn luôn không có mẹ đây mà thầy nữa. I have a box. Containing. Đúng rồi, I have a box containing many stamps. Đúng rồi, containing many stamps. Hiểu chưa các bạn? Đó, ok ha. Hồi nãy cái vụ mà thầy tách ra các bạn, thầy bỏ x và thêm which á là kiểu như là thêm một bước để cho các bạn dễ hiểu thôi, rồi sau đó mình mới rút gọn. Được chưa? Nhưng mà mình lúc mà mình làm bài mình có làm vậy không? Không nha, mình rút gọn liền luôn đó thầy, được chưa? Which I have a box containing many stamps. Được chưa? Đó như thế này là tôi có một cái hộp chứa nhiều tem. Được chưa bạn? Đó ok ha. Hiểu được không? Hiểu được không? Chỉ cần làm xong coi lại nha, coi I have a box containing. Ê, nó bị sai khúc này mới nữa, bị ngắn khúc này rồi. Đó cho nên thầy nói lại, làm xong thì phải coi lại nên như thế này. Nó mới thấy sao mà nó cũng nhắc thầy luôn. Có thấy mà nó lên tiếng, dễ sợ thiệt. Chắc là lúc giờ nó nghĩ thầy đẹp trai mà nó chưa lên tiếng đúng không mấy đứa?
Dạ, đó cũng là một lý do. Thầy có hỏi có mấy cái động từ mà mình thêm in đó là mình gấp luôn phụ âm đó. Đúng rồi, có, đúng rồi, chính xác, có. Khi nào mình nói là gì? Ờ, à, khi nào đối với cái trường hợp nào khi nào mình gấp đôi phụ âm các bạn? Ơi, thì cái này nó cũng khó bởi vì nó có tùm lum tùm la trường hợp các bạn. Ví dụ là có chữ xích đi, xích. Cái trường hợp nào mình mới gấp đôi phụ âm. Nhìn vì nó nguyên âm phụ âm là nhiều bạn cũng chưa biết nguyên âm phụ âm là gì. Thôi mình nói một cách mà truyền thống trước giờ đi ha. Nhưng mà hồi trước thầy đã phân tích bạn khi nào là nguyên âm khi nào là phụ âm chưa? Một cách chính xác luôn đúng không? Nó khác xa trước giờ các bạn học. Được chưa? Nhưng mà thôi bây giờ nói nhanh đi, giờ nói kia nguyên âm một cách chính xác thì thôi. Nó bị dài dòng quá, bị nhanh ngọn. Nguyên âm là gì? Là mấy các bạn hỏi nó như vậy đi. Nhưng mà phải thực chất có phải vậy không? À, một trước thầy dạy các bạn nó kỹ rồi. Được chưa? Đó, đây là nguyên âm nhưng có rất là nhiều nguyên âm chứ không phải có nhiêu nào các bạn. Ok, nhưng mà giờ mình nói ngắn gọn thôi. Đây là nguyên âm, còn phụ âm là những cái gì? Những còn là nguyên là mấy cái này. Phụ là mấy cái còn lại giống như là tờ, l, rồi h, rồi cờ, mơ vậy đó. Được chưa? Đó, nguyên âm cứ tưởng như vậy, một cứ hiểu là nó có năm năm cái từ này đi, chữ này đi. Được chưa? Thì rõ ràng tờ y đây là nguyên âm, đây là phụ âm. Thì đứng trước phụ âm là một cái âm thì thầy sẽ gấp đôi. Được chưa bạn? Đó, xin tin như thế này. Nhưng mà có phải lúc nào cũng vậy không? Không. Được chưa? Ví dụ thầy có một từ nữa đi. Ít mình gấp đôi mới được. Mặc dù t đây rồi sẽ là nguyên âm nhưng mà trước đó lại là một gì nữa? Nguyên âm cho nên gấp đôi không? Để chi cho nên nó chỉ áp dụng đối với trường hợp à, chữ T ngay đây đứng trước đó là một nguyên âm thôi nhưng mà hai nguyên âm như này là không chơi, được chưa, là không gấp đôi, được chưa? Đó, ok ha. Rồi còn gì nữa không? Có ai hỏi gì không? Rồi giống như chữ lít nè, hồi nãy mình học chữ lít á, được chưa? Này chữ D nè, trước đó là có hai cái luôn E rồi cho nên không gấp đôi, được chưa? Rồi cho nên đó đúng là cũng là một cái để các bạn lưu ý nữa nha. Trường hợp gấp đôi nữa nhé các bạn, cũng là một cái để mình lưu ý. Nhưng mà thầy nghĩ hy vọng là đề thi nó không ra khó tới vậy. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng ngày mai thầy sẽ chuẩn bị thêm các bạn những cái bài mà gấp đôi như vậy cho các bạn làm. Được chưa? Rồi thêm vài cái nữa. Ủa sao đẹp dữ vậy trời? 12 giờ rồi, mình học được từ lúc mấy giờ? Ui cha, mình chưa có học cái phòng kia nữa. Ừ, mai học tiếp đi ha. Ê, nhưng mà chưa, thêm một vài cái đừng nghỉ. Rồi riêng hồi nãy nói đúng không? Ví dụ mà riêng là chủ động thì hồi nãy nói đúng không? Rồi tiếp tục đó chính là chữ begin. Rồi sau đó là cái chữ measure. Measure. Measure mang nghĩa là gì mấy đứa? Đo. Đo, được chưa? Đo, nhưng mà đo gì? Đo được. Được chưa? Đó, nó có thể vì mình đo áo này. Được chưa? Đó, ví dụ như là thợ may thì đang measure cái người của mình. Được chưa? Rồi, nhưng mà còn mang nghĩa là đo được. Ví dụ, cái căn, cái ngôi nhà, cái cây cầu này đo được một cây số. Được chưa? Thì bản chất cái cây cầu đó nó được một cây số rồi. Được chưa? Cho nên là mình không bị động nữa. Ví dụ thầy nói, the bridge. Bởi vì chủ động rồi cho nên không có bi gì nữa chưa? Rồi measure, nhưng mà bởi vì cái này chủ cái cầu số ít cho nên chữ measure phải như thế nào? Thành S cho thầy. Nhưng mà bởi vì cái này hiện tại đơn các bạn ha. Measure ví dụ như là một cây số 1 km như thế này. Được chưa? Đó. Hiểu không? Thì nhớ này, trong sách mấy đứa cũng có chữ measure cho nên nhớ measure là gì? Đo. Được chưa? Đó. Đo được thì cái này cây cầu này nó có chiều dài một cây số, mình sẽ dịch như vậy. Hiểu không ạ? Đó. Chứ làm gì là cây cầu nó đo được một cây số nghe kỳ không? Thầy chỉ cứ hiểu là gì nó có chiều dài một cây số. Được chưa? Nhưng mà các bạn thử thầy chữ begin đi. Ví dụ nha, các bạn coi nè. Chữ duy bắt đầu bằng chữ giờ. Được chưa? Phải bắt đầu bằng chữ duy mấy đứa. Chữ duy bắt đầu bằng chữ giờ thì câu này mình có sử dụng mình đưa quan hệ không mấy đứa? Chữ duy bắt đầu bằng chữ giờ. Không. Được chưa? Như thầy nói, bạn có biết cái từ tiếng Anh nào mà bắt đầu bằng chữ D hay không? Bạn có biết từ tiếng Anh nào mà bắt đầu bằng chữ giờ hay không? Thì có mà đơn giản không các bạn? Có rõ ràng hai vế. Bạn có biết cái từ tiếng Anh nào đó một vế mà bắt đầu bằng, được chưa bạn? Thì rõ ràng cái chữ cái nó chủ động nó bắt đầu rồi, cho nên là nó bắt đầu bằng cái từ nào, chữ cái đó rồi. Cái từ nào nó thì nó lại nha. Cái từ
nó chủ động nó phải bắt đầu bằng cái chữ cái, ví dụ chữ giờ đi, đó ví dụ duyên này, đó cái từ này nó bắt đầu bằng chữ giờ, cho nên nó không bị động các bạn, cho nên bị ghi nhớ lại một lần nữa, nó không có bị động, được chưa? Đó, ok ha. Rồi giờ mình thử làm một số bài tập đi, làm vài câu rồi nghỉ các bạn. Tính ra là chưa nói ví dụ mà the only rồi the next, the first luôn mấy đó, thì bữa sau mình học đi. Ủa cái máy tờ đều có thầy không? Để cái này không? Rồi bạn có bạn nào chú đây không? Ủa cái này lớp 12 mà. Ủa em lấy lớp 11 lớp 12. Ủa cái đề của thầy không ta? Ở dưới đó. Nguyễn, thôi thầy qua cái này. Rồi làm vài con lớp 12 cho mình nghỉ. Mấy giờ mấy đứa học? Ở trên trường 2 giờ đúng không? Ui dạ. Để thầy làm con nào nó dễ dễ cho mấy bạn ha. Bánh này ạ. Bánh này ạ, bánh gì vậy? Tôi quýnh bè luôn hả? Rồi, mình làm thử thầy coi con này. Con số 1, cái trang thứ 2 đi các bạn. Con số 1, trang thứ 2 đi. Còn cái trang đầu tiên thì nó dài quá. Nó từ vựng khó quá, tính xong. Rồi, những câu này là nó có sẵn mệnh đề quan hệ cho các bạn luôn. Nó rất là dễ. Được chưa? Làm thử con này giúp thầy đi. Bạn trong góc áo đen bên cạnh Khoa tên gì em? Nguyên hay Nguyên? Mà Lệ Nguyên hay Mỹ Nguyên ta? Ok, Mỹ Nguyên. Yeah. Lệ Nguyên ca sĩ luôn mấy đứa, chết rồi. Rồi câu này mình sẽ rút gọn như thế nào? Bỏ tát, bỏ quất. Rồi sau đó gì nữa không? Rồi viết lại từ đầu tôi quên. Còn vế sau it is, it certainly is beautiful thì mình không có gì nữa nha các bạn. Đó hai câu đó nó riêng biệt rồi, được chưa? Đó, thì câu này rõ ràng nó bị động rồi nè. Bỏ tát, bỏ quất. Thì câu này gì là gì? Cái món quà mà nó đã được tặng cho tôi tối hôm qua thì ắt hẳn nó rất là mắc. Được chưa? Nó rất là đẹp. Cái vế sau it certainly is beautiful thì không liên quan nữa. Được chưa? Cái câu này câu dễ bởi vì nó có sẵn cho các bạn ha, nhưng mà đề thi thầy nghĩ là nó không có sẵn đâu. Rồi câu số 2 giúp thầy luôn đi, bạn Minh Trọng Khoa nè. Áo đồ đó. Thầy là bỏ hưu, bỏ quốc. Ừ, nhanh gọn. Có thêm gì nữa không? Thêm gì nữa? Trời ơi, nó đang bị động rồi, em thử đi chứ nữa em. Thầy nói rồi, nó bỏ hưu, bỏ quốc, không làm gì nữa. Được chưa? Ủa tại sao bỏ thêm đi? Được chưa? Không có nha. Các bạn có biết là bon nó mang nghĩa là gì không? Là sinh ra đúng không? Nhưng mà cục nguyên mẫu của nó là từ gì mấy đứa? Ai biết được? Nguyên mẫu của tôi cũng chỉ bon là gì? Bông là gì? Bông gì? Tại gì? Ai biết được? Thành có biết không Thành? Từ đẻ là từ gì mấy đứa? Tự nhiên thầy biết là gì mới là đẻ rồi nhưng mà nó phải biến đổi như thế nào chứ? Rồi ok, con gấu là gì mấy đứa? Bear. Được chưa? Thì đây đẻ nè. Thì quá khứ của bear đó chính là boy đó quý vị. Ủa giờ mới biết luôn hả? Nó thật ra là bear rồi boy rồi sau đó mới là boy. Đây cục ba của nó như mấy đứa. Ủa giờ mới biết đó hả? Thì nguồn gốc của chữ boy là chữ bear á. Sốc hả? Nó sốc là vậy nè. Được chưa? Thì giờ biết rồi đó. Ok các bạn ha. Rồi đó là bear thì đây là boy. Được chưa? Thì không thêm đi các bạn. Bởi vì cục ba của nó đã là boy rồi. Được chưa? Chỉ còn bản này hư quá. Rồi nhanh gọn biết lại từ đầu cuối. Các bạn khỏi biết lại nha. Gặp cái thầy được rồi biết lại chứ chắc mất không? Rồi tiếp tục câu số 3, khó không biết từ vựng. Đúng rồi, khỏi đi. Rồi câu số 3 là cái thầy luôn đi em, cũng dễ à. Ừ, bổ cho o còn gì nữa không? Ờ, được rồi, viết lại từ đầu thôi cô. Sướng. Nhưng mà thầy nói trước đề thi nó có dễ vậy đâu nha. Những cái bài này nó kiểu như nhẹ nhàng cho các bạn thôi. Ủa sao toàn bị đổ không vậy? Thầy sợ mà. Ờ, thầy sợ mà. Rồi, những bài này sẽ dễ chứ người ta. Để thầy coi làm cái bài này mà nó khó khó xíu đi. Nhưng mà nó dễ quá. Rồi, làm thầy vài câu cái mấy bài đó dễ quá rồi thì về nhà các bạn làm trước ha. Lật lại cái trang đầu tiên. Làm câu số 2. The Gate of the House các bạn. Câu số 2 phía dưới á, câu số 2 phía dưới nữa. The Gate of the House á. The Gate of the House mấy đứa. Các bạn tưởng tượng như là ở phía dưới nó chưa viết gì đi. Ở chơi thì thử làm thầy đi câu này đi ha. Rồi, làm thầy câu này đưa bạn bên cạnh Huy nè. Tên gì em? Bạn mới rồi đúng không? Tên gì em? Tên gì? Tuấn. Tuấn, rồi ok. Cái mẹo đó chính là cái gì? Nó có chữ ít, nó có hai câu riêng biệt đúng không? Nó có chữ ít cái đó thì nhiệm vụ em chỉ cần bỏ.
Được chưa? Thôi thầy hướng dẫn các bạn, các bạn cái mẹo đi. Đó là cho nó hướng dẫn cho nó kỹ. Ví dụ như là được chưa? Rồi thì cái mẹo đó chính là cái gì? Review thì thiếu chữ R rồi. Là chưa? Cái mẹo đó chính là cái gì? Các bạn thấy hai câu nó riêng biệt như thế này, có chữ ít như thế này, thì chắc chắn là mình dịch xuôi, mình viết xuôi. Được chưa? Để sao thì viết tới như vậy. Được chưa? Nhưng mà mình không có đảo các bạn. Thì một chỉ còn gì thôi? Bỏ ít, bỏ dấu chấm. Rồi sau đó nhìn vô câu này thì chắc chắn nó đang như thế nào rồi mấy đứa? Nó đang bị động rồi. Được chưa? Đó, nhưng mà mình sẽ quăng cái mẹo đề quan hệ như thế nào? Đời hai chắc chắn là chủ ngữ rồi. Được chưa? Các bạn lấy cái chủ ngữ là cái lấy cái chủ ngữ mà nó trước cái động từ á, hoặc là trước cái to be nè. Được chưa? Rồi sau đó nhiệm vụ các bạn chỉ còn vậy thôi, quăng cái mình đâu quăng đâu đúng không? Nếu sử dụng mình đang quan hệ thì lúc đó mình muốn quăng. Giả bộ thầy làm cái bước này muốn phụ đi ha, thì đó chỉ các bạn chỉ còn như này thôi, quăng. Bởi vì mình xác định nó là vật hay người trước, rồi sau đó là mình chọn một là which hay là who như này thôi. Được chưa? Đó, ok ha. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà mình rút gọn thì buộc phải như nào? Bỏ which, rồi sau đó bỏ was. Cái này chỉ là cái mẹo để hướng dẫn các bạn khi mà các bạn không biết từ vựng thôi nha. Để cho em thử áp dụng cái thầy dùng của nó, áp dụng cho coi. Bỏ was, bỏ is, đúng rồi, chính xác. Nguyên cái này demolish phải như nào? Nguyên mẫu hay là thêm in hay như nào không? Nguyên mẫu, bởi vì nó như nào rồi? Nó đang bị động hay chủ động? Nó đang bị động thì giữ nguyên, được chưa em? Đó, cái trường hợp nào mới thêm in? Đó chứ cái trường hợp đó chính là nó không có bị, được chưa? Đơn giản các bạn, không biết từ vựng làm được không? Bấm được, được chưa? Vậy các bạn phải học từ thay cái từ demolish, các bạn demolish gì? Phá hủy, được chưa? Học nha. Bởi vì từ này có tâm sáng mấy đứa, đồng nghĩa từ destroy mấy đứa, phá hủy. Được chưa? Đó, thì câu này các bạn giữ nhẹ nhàng nó chính là gì? Bỏ was, bỏ dấu chấm, bỏ chữ x. Được chưa? Thì câu này là gì? Cái cổng của cái ngôi nhà mà đã bị tàn phá ở trong cái cơn bão, bây giờ đã được cái gì đây các bạn? Xây dựng lại. Được các bạn? Đó, hiểu được ha. Rồi, học cái thầy chữ construct luôn. Construct là gì? Xây dựng. Ok, đồng nghĩa với view đó nữa, xây dựng. Rồi, câu số 3 làm thầy, câu số 3 là mình nghĩ. Câu số 3 làm thầy đi hiện nãy làm rồi đúng không? Vậy thôi bạn bên cạnh Thành đi. Tên gì em? Tên gì? Tâm hả hay Trâm? Tâm. Rồi. Practical. Được chưa? Câu này là một câu cũng khá là khó các bạn ha. Thì các bạn coi nè. Hồi nãy thầy nói với các bạn đó chính là khi nào mình mới đảo lộn thôi. Khi nào mình mới đảo ngược lại cái câu. Khi mà gì đây nó có những cái tông ngữ ví dụ như là them. Được chưa? Hoặc là her, hoặc là him nè. Hoặc là cũng là chữ ít, nhưng mà ít nó phải mang cái chức năng là tông ngữ, không phải chủ ngữ các bạn. Nó khi nào là chủ ngữ, nó đứng riết khoa, đứng đầu câu. Được chưa? Thì lúc đó mới là chủ ngữ. Mà đối với cái trường hợp chủ ngữ này thì mình không có đảo gì hết chưa? Trừ cái trường hợp mà nó phía sau. Được chưa? Bởi vì vô tình tông ngữ và chủ ngữ của ít nó vẫn là ít. Được chưa? Rõ ràng các bạn thấy chữ tâm nè, cho nên nhiệm vụ của bạn là đảo lại. Nhưng mà một khi đảo lại thì các bạn phải vui lòng thay thế cái chữ tâm thành cái gì? Hiểu không bạn? Các bạn có hiểu thầy nói gì không? Có hiểu thầy nói gì không? Đó, ok, thì câu này phải dịch nè. Một số, một vài, một số nè, một số những cái đề nghị đã được gì đây? Thì câu này dịch lại là gì? Đó chính là một số cái đề nghị nó đã được tạo thành, tạo nên, hoặc là gọi là đề ra, đúng rồi, như vậy đi ha. Một số cái đề nghị nó được đề ra tại cái buổi họp. Đa số chúng thì như này, thì nó không gì mấy đứa. Practical là gì? Thực tế, đâu ra mà cụ thể. Practical là thực tế. Thực tế là như thế nào? Nó có khả năng nó thực hiện được không? Không thực tế thì nó sẽ không gì đấy. Thầy hỏi đây, không thực tế thôi, không thực tế thì nó sẽ không thực hiện được. Được chưa? Đó. Practical là thực tế nha, nhưng mà trong câu này là không thực tế. Thì rõ ràng các bạn phải thay thế chữ tâm bằng cái gì?
Most of suggestion cho thầy luôn, không có a number gì nữa. Được chưa? Đó, tự nhiên đa số một vài, không? Cho thầy chữ suggestion thôi là được rồi. Most of the suggestions. Phải có chữ the nha các bạn. Thì câu này viết lại. Most of the suggestions. Như nào đúng mới đó? Made là được rồi. Được chưa? Đó. Made. At the meeting were not very practical. Được chưa? Viết kiểu không em? Câu số 3 á. Rồi, most of the suggestions made at the meeting. Thì câu này thầy phân tích luôn đi ha. Viết ra các bạn dễ sưu tượng. Bởi vì câu này nó có hai vế rồi đúng không? Thì thầy sẽ nói gì đây? Hầu hết những cái đề nghị mà được đề ra that were made thì nó có add the meeting đúng không các bạn? Thì nó were not practical, thì rõ ràng mình buộc nó phải sử dụng cái mệnh đề quan hệ đối với trường hợp này. Nhưng mà cái này là như thế nào đó? Phải rút gọn lại nhanh gọn that. Rồi sau đó là were bỏ đi thành như thế này. Tưởng tượng được chưa? Hiểu được không các bạn? Nắm được chưa? Tưởng tượng được không em? Dạ. Ok nha, tưởng tượng được không Mỹ? Tưởng được chưa? Hiểu không em? Rồi, ok, thì ngày hôm nay trời ơi, học có chút xíu à. Nhiều đâu mà nhiều mà. Nhiều đâu mà nhiều mấy đứa. Còn là thầy cũng chưa dạy cái kia rồi, thầy tính ngày hôm nay là dạy hết tờ đề này rồi sau đó là làm cái tờ đề kia nữa. Ui cha. Thì sao ăn lẩu?